Đây là vòng xông hơi khô đá sauna, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng máy xông hơi khô để tạo nhiệt, kết hợp với đá sauna để xông hơi thư giãn, tăng cường sức khỏe. Phòng máy xông hơi gia đình Soja xin kính chào quý khách hàng. Hiện tại thì Soja đang có mặt tại khu đô thị Nghĩa Đô, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để bàn giao công trình phòng xông hơi khô cho gia đình nhà anh Ngọc. Tại khu vực này thì gia đình anh Ngọc vừa tận dụng đặt máy chạy bộ và các dụng cụ thể dục thể thao, vừa kết hợp đặt phòng xông hơi để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Đây là phòng xông hơi khô đá sauna, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng máy xông hơi khô để tạo nhiệt, kết hợp với đá sauna để xông hơi thư giãn, tăng cường sức khỏe. Phương pháp này rất tốt cho hô hấp, giúp giảm đau xương khớp và ngoài ra thì còn rất nhiều các lợi ích khác cho cơ thể. Phòng này thì được làm hoàn toàn từ gỗ thông Mỹ. Kích thước chiều rộng của phòng là 1m4, chiều sâu là 1m1 và cao là 2m1, vừa đủ cho 3 người sử dụng. Vì vậy nên bên mình tư vấn khách hàng sử dụng máy xông hơi Soja có công suất là 6kg. Đặc điểm nổi bật của dòng máy Soja này là sử dụng công nghệ và linh kiện của Nhật Bản nên máy hoạt động rất bền, an toàn và rất dễ sử dụng. Theo kèm với phòng sauna thì không thể thiếu các phụ kiện như là xô gáo gỗ để đựng và xối nước lên đá khi xông, giúp tăng độ ẩm và tạo cảm giác dễ thở hơn. Ngoài ra còn có đồng hồ cát đo thời gian và nhiệt kế ẩm giúp đo nhiệt độ và độ ẩm, tối ưu trải nghiệm xông hơi cho khách hàng. Đặc biệt hơn đối với phòng này thì bên mình có sử dụng thêm một vách đá muối đặt sau tấm lưng. Ngoài việc tăng tính thẩm mỹ cho phòng thì đá muối kết hợp xông hơi sẽ đem lại rất nhiều tác dụng tốt, đặc biệt là giúp thanh lọc các độc tố trong máu ở cơ thể chúng ta. Vừa rồi thì Soja mới giới thiệu qua một công trình phòng xông hơi khô cho quý vị và các bạn được biết. Hy vọng là những thông tin này sẽ giúp quý khách hàng hiểu sâu hơn về phòng xông hơi cho gia đình, một phương pháp chăm sóc sức khỏe khá là phổ biến cho mỗi gia đình hiện nay. Nếu cần tư vấn thiết kế hoặc khảo sát lắp đặt phòng xông hơi cho gia đình, cho resort, cho spa hay khu trị liệu thì quý khách hãy mau chóng liên hệ, đặt câu hỏi hoặc nhắn tin để được đội ngũ Soja tư vấn ngay nhé. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video đến đây. Hẹn gặp lại quý khách trong các video hữu ích tiếp theo của chúng tôi.